Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh và cạnh tranh từ các quốc gia khác, ngành dệt may của tỉnh Long An vẫn chứng tỏ là ngành hàng chủ lực khi chiếm tới gần 1 phần tư tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo báo cáo của ngành công thương tỉnh, hàng hóa của tỉnh Long An được xuất khẩu sang 110 quốc gia trùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó ngành hàng dệt may chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Xuất khẩu giày da của tỉnh tăng trưởng khá tốt, duy trì cung ứng cho các hãng giày lớn với kim ngạch xuất khẩu giày da mỗi năm khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 18%. Sản phẩm cơ khí, sắt thép, ắc quy, điện tử đóng góp khoảng 1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, chiếm hơn 12% và có xu hướng phát triển, với tỷ lệ đóng góp lên tới 25% vào tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may không chỉ tạo ra việc làm cho hàng ngàn lao động mà còn góp phần quan trọng vào tăng trưởng GRDP của địa phương. Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ kết nối giữa các đô thị trong vùng, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An vừa trình bộ kế hoạch và đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh nguồn vốn đầu tư chính dự án cấp bách trên địa bàn. Theo đó, Long An cần khoảng 4.300 tỷ đồng để đầu tư xây dựng chính dự án cấp bách trên địa bàn tỉnh trong đó có hai dự án lĩnh vực giao thông vận tải là nâng cấp cải tạo đường tỉnh 830C và đầu tư xây dựng cầu Hồng Dương bắc qua sông Dầm Cỏ Tây. Một dự án thuộc lĩnh vực văn hóa là xây dựng khu lưu niệm nhà lưu niệm đồng chí Võ Văn Tần, đồng chí Võ Văn Ngân và trùng tu tôn tạo di tích lịch sử khu vực ngã tư Đức Hòa cùng với 6 dự án kè thuộc lĩnh vực nông nghiệp thủy lợi trên địa bàn huyện Cần Duộc, Thủ Thừa, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An. Đáng chú ý, Sáu dự án kè tại các địa phương vừa nêu đang có dấu hiệu sạt lở. Nếu chậm khắc phục, thì nguy cơ xảy ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn. Qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh từ đầu năm đến nay, tại 15 đơn vị cấp huyện cho thấy tỷ lệ trả không giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống một cửa điện tử còn chiếm tỷ lệ cao. Theo đó, trên lĩnh vực đất đai, cần chuột chiếm tỷ lệ 9%. Thủ Thừa chiếm tỷ lệ 5%, Đức Huệ chiếm tỷ lệ 5%, Châu Thành chiếm tỷ lệ 5,6%, Tân An chiếm tỷ lệ 7%, Đức Hòa chiếm tỷ lệ 13%, Mộc Quá chiếm tỷ lệ 5%. Cụ thể, một số tổng đồng hạn chế ở lĩnh vực đất đai trên hồ sơ thực tế như tình trạng kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đối với các trường hợp thực hiện đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, tiếp nhận thừa thiếu thành phần hồ sơ, nhất là đối với các thủ tục ghép hướng dẫn hồ sơ cho người dân không rõ ràng để người dân thực hiện. Trường hợp theo quy định phải trả yêu cầu bổ sung, người dân phải đi lại nhiều lần. Qua kiểm tra còn phát hiện trường hợp thực hiện ghép một số thủ tục hành chính chưa được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. Nhằm giúp cán bộ hội các cấp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, khẳng định vai trò vị trí của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có kế hoạch tổ chức hội thảo về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2024. Nội dung thảo luận sẽ tập trung quán trị phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và đánh giá kết quả thực hiện các quy định tại khoản 2 điều 29 và 31 luật bình đẳng giới. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông giáo dục, dẫn động phụ nữ giữ gìn, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả một số vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ về xây dựng duy trì và nâng cao hiệu quả các mô hình vận động hỗ trợ phụ nữ chủ động giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình xâm hại trẻ em gái dưới 18 tuổi hội thảo dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 10 năm 2024 thưa quý vị đã chuẩn bị cho con em mình thật đầy đủ tươm tất trong ngày tựu trường năm học mới, các bậc phụ huynh đang gấp rút sắm sửa nhiều vật dụng phục vụ cho việc đến trường của con em. Trong đó có đồng phục. Tuy nhiên, thị trường đồng phục cho học sinh trong những ngày gần đây có vẻ trầm lắng hơn mọi năm. Ghi nhận của phóng viên tại một cửa hàng quần áo tại thành phố Tân An cho thấy, thường lượng khách hàng đến mua đồng phục tập trung vào buổi sáng và chiều. Hiện tại cửa hàng đang bày bán các loại đồng phục cho nữ sinh và nam sinh kiểu dáng đa dạng và có nhiều loại chải khác nhau phù hợp với khả năng kinh tế của người mua. Tôi mua đồ ở đây thì mấy năm nay rồi, thì đồ ở đây rất là giá cả thì rất là hợp lý và đồng thời chất liệu nó cũng mát. Đã tin tưởng ở đây thì mình xuống đây là mình đã biết cái giá cả nó hợp lý rồi. Tại cửa hàng bài bán giới đầy đủ các loại đồng phục học sinh, từ chủng loại cho đến giá cả. Giá đồng phục dao động từ 150.000 đến 650.000 đồng một bộ, tùy theo chất liệu. Dù đang là lúc cao điểm chuẩn bị cho con em ngày tựu trường, nhưng số người mua giảm khoảng 30% so với năm trước. so với năm rồi thì lúc đầu á, thì không biết như thế nào thì nó chậm, còn mấy những tháng cuối thì chị thấy đông hơn, đông hơn nhưng mà cái sức mua không không bằng, sức mua không bằng, không bằng mọi năm với tỷ như mọi năm người ta mua thì năm bảy bộ năm sáu bộ bốn năm bộ thì giờ ta mua chỉ 3 bộ 4 bộ vậy đó còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng năm học mới, các chủ cửa hàng vẫn đang hy vọng sức mua sẽ được cải thiện hơn. Trước tình hình số ca mắc sởi liên tục gia tăng ở các tỉnh thành phố trong cả nước, ngành y tế tỉnh Long An đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch bệnh bùng phát. Ngay từ đầu năm, Sở Y tế Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chỉ đạo các trung tâm y tế cấp huyện yêu cầu các trạm y tế tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh sởi, các trạm y tế cấp xã trong toàn tỉnh đều nhận đầy đủ số lượng vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, thực hiện tiêm bù tiêm vét cho số trẻ chưa được tiêm phòng. Đến nay, tỷ lệ trẻ tiêm vaccine sởi mũi 1 đạt 50,8% và mũi 2 đạt 58,4%. Theo kế hoạch đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có khoảng 21.000 trẻ sẽ được tiêm mũi 1 và có hơn 17.900 trẻ cần được tiêm mũi 2. Tiêm chủng mở rộng là giải pháp hữu hiệu nhất, hạn chế sự lây truyền sở trong cộng đồng khi miễn dịch trên 95%. Hiện toàn tỉnh Long An không ghi nhận ổ dịch sở trong cộng đồng. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 36 ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Những năm qua, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã chỉ đạo quyết liệt về chuyển đổi số theo đó, thứ hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Long An tăng dần qua các năm. Năm 2022 xếp hạng 11 trên 63 tỉnh thành phố cả nước, tăng 10 hạng so với năm 2021, tăng 16 hạng so với năm 2020. Việc ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin mạng đã có nhiều chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động. Hạ tầng số được đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 99,9%. Bước đầu tổ chức phát sóng 5G trên địa bàn tỉnh. Hạ tầng mạng băng rộng các quan phủ trên 88,9% hộ gia đình và phủ tới 100% xã. Ngoài ra, các nền tảng số, các hệ thống ứng dụng dùng chung đưa vào vận hành hiệu quả, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành, kết nối với hệ thống các bộ ngành. Cơ sở dữ liệu đang được tập trung xây dựng chia sẻ, an toàn thông tin an ninh mạng được đảm bảo. 18 trường đại học ở Việt Nam và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được tài trợ hơn 1.000 bộ bản quyền phần mềm thiết kế bo mạch từ các tập đoàn công nghệ của nước ngoài. Sự kiện góp phần hiện thực hóa để phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của chính phủ Việt Nam. Theo đó, Siemens EDA công bố tài trợ 300 bộ bản quyền phần mềm xác thực thiết kế bo mạch cho NIC và các trường đại học của Việt Nam. Tới nay, công ty này đã tài trợ 1.200 bộ bản quyền phần mềm cho NIC và 18 trường đại học tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 của Chính phủ Việt Nam. Sự kiện thể hiện nỗ lực của các doanh nghiệp, các trường đại học trong việc chung tay đào tạo hàng nghìn nhân sự tài năng trong ngành bán dẫn, tạo ra đột phá của đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu của nước ta. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra lễ khai giảng chương trình đào tạo giảng viên về thiết kế di mạch do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tập đoàn Siemens, công ty Việt Bay và công ty Sun Edu tổ chức. Để bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ bám sát thị trường xăng dầu thế giới để có biện pháp điều chỉnh phù hợp sát thực tiễn. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chi, chi phạm. Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ hiệu quả, không để xảy ra thiếu hụt nguồn trong mọi tình huống. Quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá phù hợp, đúng quy định, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ xăng dầu, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu ban hành nghị định thay thế các nghị định về xăng dầu. Nhằm tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ chơi vào hoàn cảnh đặc biệt được vui Tết Trung thu, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã trích nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh để hỗ trợ 3.000 phần quà cho các trẻ em này trong dịp Tết Trung thu năm nay. Theo đó, mỗi phần quà là 700.000 đồng, gồm tiền mặt và quà bánh, tổng kinh phí hỗ trợ 2,1 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho quỹ bảo trợ trẻ em. Đối tượng được tặng quà là trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dùng biên giới, dùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của 15 quyện thị thành phố trong tỉnh và trung tâm công tác xã hội tỉnh. Dự kiến tỉnh sẽ tổ chức các đoàn đi trao quà từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9, nhằm ngày 2 đến ngày 14 tháng 8 âm lịch. Theo dữ liệu thăm dò và ý kiến của các nhà phân tích, cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Phó Tổng thống Kamala Harris của đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa không chỉ bộc lộ sự phân hóa về chính trị, mà còn cho thấy rõ sự chia rẽ giữa hai nhóm cử tri nam và nữ. Theo kết quả của thăm dò do hãng CBS tiến hành, khoảng 56% số cử tri nữ ủng hộ bà Harris, trong khi 44% ủng hộ ông Trump. Tỷ lệ này đảo lại thành 54% ủng hộ ông Trump và 45% ủng hộ bà Harris trong nhóm cử tri Nam. Xu hướng cử tri nữ ủng hộ nhiều hơn cho bà Harris, trong khi cử tri Nam ủng hộ cho ông Trump cũng được thể hiện trong cuộc thăm dò khác của hãng CNN New York Times, thậm chí với mức độ chênh lệch còn nhiều. Cụ thể, bà Harris nhận được sự ủng hộ của 56% cử tri nữ và 39% cử tri Nam. Còn Trump nhận được hai tỷ lệ tương ứng là 35% cử tri nữ và 52% cử tri nam. Các nhà phân tích cho rằng, cách biệt giới trong cuộc bầu cử lần này khá rõ nét, có thể do chiến dịch vận động của ông Trump tập trung chỉ trích ngoại hình hay phong cách của bà Harris quá nhiều, khiến cử tri nữ không thích. Ngoài ra, những tranh cãi về quyền sinh con trong thời gian qua tại Mỹ cũng là nguyên nhân dẫn tới sự chia rẽ này giữa hai nhóm cử tri. Một số chuyên gia cảnh báo, xu hướng phân hóa chính trị trong giới trẻ tại Mỹ hiện nay cao hơn so với các thế hệ trước đây. Chính phủ Anh vừa công bố một loạt các biện pháp mới nhằm giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào nước này, trong đó có việc đẩy mạnh trục xuất những người này và xử lý nghiêm khắc những đối tượng sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp. Bộ Nội vụ Anh khẳng định Chính phủ đang thực hiện những biện pháp mạnh mẽ và rõ ràng để tăng cường an ninh biên giới, đảm bảo tính thực thi và việc tôn trọng các quy định. Một trong số đó là việc cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia sẽ tuyển dụng thêm 100 điều tra viên để giám sát các băng nhóm chuyên đương người nhập cảnh trái phép vào Anh. Trong khi đó, những người sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp sẽ bị phạt tiền hoặc đóng cửa doanh nghiệp, thậm chí có thể bị truy tố. Những lao động bị phát hiện làm việc bất hợp pháp cũng sẽ bị phạt bằng hình thức giam giữ trước khi bị trục xuất ra khỏi nước Anh. Bộ Nội vụ Anh đặt mục tiêu sẽ tăng số lượng người bị trục xuất trong 6 tháng tới lên mức cao nhất kể từ năm 2018. Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, đã có gần 19.300 người giật biên vào Anh, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. giáo viên Nhật Bản phải làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày do khối lượng công việc khổng lồ và tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng. Một cuộc điều tra của Liên đoàn Giáo viên Nhật Bản năm ngoái cho thấy, giáo viên tại các trường công lập làm thêm trung bình 96 giờ mỗi tháng. Thế nhưng những điều này đang dần được thay đổi. Nhiều trường học ở Nhật Bản đang cắt giảm giờ làm việc. Chính quyền địa phương cũng đang xem xét tăng phụ cấp giờ làm thêm, cũng như các cải cách khác. Xa hơn, sinh viên mới tốt nghiệp ngành sư phạm sẽ được phân dạy bộ môn thay vì làm chủ nhiệm. Nếu buộc phải làm chủ nhiệm, họ sẽ được giảm giờ dạy để tập trung cho công tác quản lý. Ngoài ra giáo viên phải làm việc ngoài giờ sẽ được nhận tiền làm thêm giờ, phụ cấp làm việc nhà lễ và được tăng lương tháng thêm ít nhất 10%. Đây là một thay đổi rõ rệt bởi hiện nay giáo viên Nhật Bản không được trả phụ cấp cho việc làm thêm giờ. Để bổ sung cho đội ngũ giáo viên, nước Nhật đang hướng tới những người trẻ khiến họ quan tâm nhiều hơn tới ngày sư phạm. Bộ Giáo dục Nhật Bản đã ban hành nhiều quy định mới cải thiện chế độ làm việc nhằm hỗ trợ giáo viên trẻ, giáo viên mới vào nghề. Sau vụ sư du thuyền bị bão đánh chìm ở vùng biển Địa Trung Hải, các chuyên gia khí hậu cảnh báo khu vực này đang ngày càng trở nên nguy hiểm và khó lường hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo các chuyên gia, những đợt nắng nóng gai gắt thường xuyên hơn vào mùa hè khiến nhiệt độ nước biển tại khu vực địa trung hải tăng lên. Điều này không chỉ đe dọa trực tiếp các loài cá và thực vật biển mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những trận mưa bão lớn trong khu vực. Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hiệp quốc từ lâu đã xếp khu vực địa trung hải vào danh sách điểm nóng về biến đổi khí hậu. dữ liệu cho thấy nhiệt độ trung bình của địa trung hải đã tăng khoảng 1,2 độ C trong 40 năm qua.